Vâng, giải bóng đá Kỳ Anh Tân Quyết Tích Cọp Sport xin hân hoan chào đón hai đội bóng là Vùng Trên FC và Trẻ Kỳ Khang FC. Họ đang bắt tay nhau làm những thủ tục cần thiết, chuẩn bị bước vào trận tứ kết 1 tại sân 1. Văn Hiền mang áo số 9, Mạnh Hùng mang áo số 5, Quang Thìn mang áo số 6, Mạnh Hùng mang áo số 16, Quang Thìn mang áo số 19 và không được. Hứa hẹn sẽ là một đội trường phát triển bóng đá lần mình cho các cầu thủ. Chú đi, chú chạm, chú chạm. Rất hay. Đó là câu trả lời của cầu thủ mang áo số 16, Mạnh Hùng. Không được. Vẫn tới chú đi, chú chạm. Đó là cầu thủ mang áo số 8, làm gì? Quang ơi, chú đi. Không được. Không. Không được. Thành công. Cho trận thứ kết này. Đó là cầu thủ số 9 Tân Nhiên. Và cơ hội nhiều hơn, chơi hay hơn. Và đã mở tỷ số. Xin chúc mừng các cầu thủ Kỳ Anh FC. Họ đã tạm vươn lên ở trận thứ 1. 1-0 cho các cầu thủ Kỳ Anh FC. Bất ngờ đã tạo ra kết trận. Không được. Rất thầy, chúng tôi rất mệt. Cơ hội nào thực sự rõ ràng. Không được, không được. Các cầu thủ Đam Mê FC với tỷ số là 2-1. Chúng đi, chúng ta không được. Đứng kia, vào đi, không qua. Không được. Không được. Như vậy là bóng nghiệp hai đã lăn. Và 25 phút bóng lăn, chúng ta sẽ biết được thủ trẻ Kỳ Khang FC là những cầu thủ, những lứa cầu thủ có tâm huyết cầu thủ. Hoàng Lê chút bóng không được. Họ đang chất tinh tập cao. Việt Nam chút bóng không được. Nhưng không có nắng, đồ ẩn là 86%. Nhất được chút đi, không vào, không vào. Chút nhập, không vào. Không được. Và tỷ số vẫn đang là 1-0. Không được. Đi đi. Rất hay. Không được. Vâng. Chuyển đi. Chuyển đi. Tập bóng đá không có gì là không thể. Và ngay như đó. Chuyển đi. Không được. Rồi. Không được. Đội Epson thì đang là đội phải gồm gánh. Chuyển đi! Chuyển đi! Tỷ số là 1-0. Như vậy là con đường đi vào khung thành của thủ môn Quang Tú đã được khơi thông. 1-0 cho các cầu thủ. Họ là đội chủ nhà, họ sẽ không thể chấp nhận một tỷ số. Một tỷ số hòa ở trên sân. Nếu như hai đội, nếu đây là đội này, bàn thắng đã đội này kết thúc hiệp đấu thứ hai của trận thứ 1. Trên sân một, hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số là 1-0 và hai đội sẽ chọn ra năm cầu thủ thi đấu penalty. Tiến bước, chú bóng. Đội cầu thủ trẻ Hà Khang FC, trẻ Kỳ Khang FC. Lên nữa, chút bóng, giật mình. Đội cầu thủ. Quả sút penalty đầu tiên của hai đội của trận thứ 1. Chú bóng không được. Kết quả của bóng đá đã được tạo ra. Cầu thủ chơi hay thì lại sút penalty không vào. Tỷ số vẫn đang là 1-0. Đó là Việt Nam. Cầu thủ này được tiết lộ là cầu thủ của U23 Việt Nam. Việt Nam.
2-1 cho Vùng Đất FC. Kỳ khai FC là thủ môn Quang Tú. Tâm lý rồi. Tỷ số vẫn đang là 2-1. Nhưng mà các cầu thủ bên phía Trẻ Khám Si đang thực hiện cho mình được 3 quả. Bên phía số 9 là Quốc Anh. Vùng Trẻ Khám Si đang tỏ ra bản lĩnh hơn. Tỷ số đang là 3-1. Cả hai đội đã thực hiện cho mình 3 quả phạt đầu tiên. Và tỷ số bây giờ là 3-1. Chút không vào. Chút bóng. Một pha giải quyết tâm lý rất hay của cầu thủ vào số 9 Văn Hiền. Tỷ số rút ngắn là 2-3. Đây là quả sút quyết định cho Quốc Anh. Số 10 Minh Quang và Quang Tú. Minh Quang. Quang Tú đang đặt câu. Thì tỷ số vẫn đang là 2-3. Cầu thủ đang đứng đây là cầu thủ số 20 tiếp tục. Rất hay, rất nhẹ nhàng. Đó là đội trưởng, đó là tinh thần thép của đội trưởng Tiến Dũng. Tỷ số của PT đang là 3-0. Và cầu thủ số 90 vượt qua các thủ Kamala Messi trên chấm lăn lâu. Như vậy hai đội bước tiếp theo đó là Vùng Đất FC và Đam FC.